Với vai trò là lực lượng nòng cốt trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, thời gian qua, Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương giải pháp trong công tác quản lý người nước ngoài, phục vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của tỉnh. Các sở ngành địa phương cũng chủ động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, chuyên gia, du khách quốc tế nhập cảnh cư trú hoạt động. Trong đó chú trọng việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa tối đa các biểu mẫu thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết cấp các loại giấy tờ liên quan đến người nước ngoài, triển khai phần mềm hệ thống khai báo, tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài trên Internet, triển khai nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến, v.v. Hiện tại, công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn có 52 lao động người nước ngoài đến từ 15 quốc gia khác nhau như Nhật Bản, Philippines, Malaysia. Dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo của Phòng xuất nhập cảnh tỉnh Thanh Hóa về công tác quản lý và sử dụng người nước ngoài, công ty chúng tôi đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật liên quan của nhà nước. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ nhiệt tình của Phòng xuất nhập cảnh tỉnh Thanh Hóa đã giúp chúng tôi kịp thời hoàn thành các thủ tục xin cấp thị thực và thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài, đảm bảo nguồn nhân lực ổn định cho sự vận hành liên tục của nhà máy. Cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, Công an tỉnh đã thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở ngành địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Qua đó đã phát hiện xử lý 382 trường hợp người nước ngoài, 197 cơ sở lưu trú vi phạm quy định pháp luật về xuất nhập cảnh, trục xuất 45 người nước ngoài vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, khởi tố 14 vụ, 27 bị can liên quan đến người nước ngoài. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành các quy trình, quy chế, kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài, trong đó phân định rõ chức năng nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn trực thuộc, chủ động trao đổi thông tin, phối hợp với lực lượng công an trong công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị số 19 của Chủ tịch Ban tỉnh đã đi vào cuộc sống và tạo sự đồng thuận cao trong các cấp, các ngành và nhân dân. Cho nên là việc triển khai thực hiện được một cách đồng bộ, hiệu quả. Chính vì vậy là công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn được quản lý một cách chặt chẽ và góp phần trong việc là đảm bảo an ninh trật tự, tạo cái môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn và nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh. Có thể khẳng định, sau gần 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 19 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, tập trung, thống nhất của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm và hiệu quả của các sở, ban ngành địa phương, trong đó lực lượng công an đóng vai trò tham mưu nòng cốt, công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp. Việc tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 19 của ủy ban nhân dân tỉnh là hết sức quan trọng, nhằm tiếp tục đề ra những giải pháp căn cơ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình hiện nay. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác quản lý người nước ngoài đã có sự thay đổi theo hướng chuyển đổi số, số hóa toàn diện, cung cấp dịch vụ công mức độ cao. Luật xuất nhập cảnh cũng có những thay đổi. Chính vì thế, Phòng Quản lý xuất cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo giám đốc tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban tỉnh tổng kết chỉ thị số 19 năm 2019 và ban hành chỉ thị mới về công tác quản lý người nước ngoài phù hợp với tình hình hiện nay, nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong giai đoạn chuyển đổi số, việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài là một yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, địa phương. Trong đó, những nỗ lực của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung, công tác quản lý người nước ngoài nói riêng sẽ góp phần quan trọng tạo môi trường thuận lợi, an toàn để thu hút người nước ngoài và các nhà đầu tư nước ngoài đến với Thanh Hóa, mở ra những lợi thế để phát triển kinh tế xã hội,
xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.